Hôm nay kênh Minh Phương Kết Nối Yêu Thương sẽ đến thăm gia đình của anh Nguyễn Văn Xanh, nhà ở ấp Bình Tây 1, xã Gò Tây. Thì anh Xanh bệnh rất là nặng luôn, hiện nay nằm một chỗ và đi làm ăn đi lại khó khăn. Thì anh không có tiền điều trị nên Minh Phương cùng với các ban ngành đoàn thể đến vận động và tổ chức cho anh đi thăm khám bệnh. Vì đây là con đường đi về nhà anh. Đi ra bè hả? Dạ có bè mày. Hả? Dạ. Không có trong này hả? Không. Bây giờ ra mày luôn. Rồi đi du lịch luôn á. Ba. Xuống lại. Cái gì vậy? Trời ơi, chính nuôi đâu khoảng chừng 70 cái giò giờ nước phèn nó chết hoại rồi. Lấy xuống không biết coi sao nữa nè. Ờ. Nó thương nhắc không cái cậu. Sao đâu không ở đây hả? Nhổng nhổng cái lưu tôm lên. Con đi con bán chợ ác rồi bên đây hả? Chồng con bên chợ phải không? Dạ. Con được mấy đứa con rồi? Dạ con hai đứa. Vậy hả chồng con làm gì? Chồng con làm. Để con xuống đi con bơi cho. Chồng con làm trong. Thì anh em trong đoàn sẽ xuống xuồng để mượn chú Ba đưa ra nhà của anh Xanh. Vô được khúc. Còn cái dăm nó không? Thôi. Ở chơi máy luôn. Hôm nay đoàn đến trao số tiền ủng hộ cho anh Nguyễn Văn Xanh ở ấp Bình Tây 1, xã Hòa Tây. Điều kiện của anh Xanh thì rất là khó khăn luôn. Anh Xanh thì là hộ cận nghèo, nhà thì không có đất sản xuất, thì con thì đông con nhỏ, và anh thì làm nghề đánh bắt cá. Thì từ ngày anh bệnh giờ thì anh không có đi làm nên gia đình không có cái nguồn thu nhập nên rất là khó khăn luôn. Thì cũng rất là mong mọi người sẽ đến đây và giúp đỡ cho anh Xanh có điều kiện để trị bệnh trong thời gian tới. Này học trò tôi mà bị lớn vậy đó bà thấy nó mấy tuổi rồi từ ơi nó học lớp trời đó hả nó bự vậy đó trời ơi bà thấy ơi trời ơi con sập nhà tao luôn rồi lấy giày lên làng lấy kéo giày lên luôn trời lên trời nha trời lên tao lớn luôn đó đi rồi kia rồi thử sập nhá rồi rồi thấy bò luôn. Nói chung là đi trao tiền vui quá hạnh phúc quá đi võ đi được đi mát trao tiền là mình mừng rồi. Thấy khỏe khỏe chưa? Có thuốc uống không? Chưa lấy thuốc. Chưa thuốc ha. Nó đỡ nó uống vậy thôi. Ba có cho con mua thuốc nè. Thì đó. Con chưa có mua. Rồi chúng mình mãi sao cũng chứ không? Đâu ngồi nè. Đâu ngồi nổi ha. Đâu có đỡ được kia. Ăn uống sao? Ăn uống cũng không mấy gì được. Ăn cơm hay ăn cháo? Cơm cháo mà mất tiêu rồi nhiều thứ đó. Đi thì phải có người dắt đi ha. Đi thì có gậy nè. Đỡ rồi dắt đi tiểu rồi kia chống gậy đi. Cái này phải ráng sức khỏe tốt mới làm lại được chứ rồi cái này sao đi làm được.
thương là có cái tiền để mình không mà bị bệnh cho hết, tặng mà mình đi tới đi lui với con rồi kia thôi, chứ còn đâu có làm cuộc sống giờ nó lấy phế luôn rồi cộng. Tức là anh Sanh mơ ước là có số tiền để điều trị bệnh để mà chịu cho con cháu, chứ giờ có đâu có đi làm nổi hả? Đâu có làm gì được nữa. Như mình đi bình thường thì đi tới lui thôi chứ không làm được. Hồi đó giờ anh Sanh là người lao động chính gia đình phải không? Đúng rồi. Bây giờ bệnh xuống rồi rồi con cái rồi sao làm được? Trước đây làm cá không hả? Làm cá đó thì anh lấy làm cá mà giờ đâu còn gì để làm nữa. Bệnh giống từ đó giờ em bán hết rồi đâu còn gì nữa. Lo bệnh hết rồi mà nói không hết bệnh nữa. Hồi trước giờ mình đi làm cá mình chỉ cần đánh đám đi chạy lưới hay vậy sao? Chài văng lưới bên này kia. Giờ bệnh xuống rồi nó có tiền điều trị luôn rồi không ai làm kiếm tiền là nuôi sống gia đình ha. Dạ thì giờ mình lao động chính thì chỉ làm cá thì làm ngày nào hết ngày nấy, có bữa được bữa không. Vậy. Nhà thì không có ruộng nuôi gì ha. Không. Gia đình là họ càng nghèo mà. Càng nghèo. Rồi thôi thì cũng mong Mạnh Thường Quân sẽ tiếp tục có trao được số tiền nào thì tụi em xin đến trao cho anh ha. Dạ. Chung là giúp cho điều trị bệnh. Chung là mình cũng hy vọng sức khỏe mình tốt hơn để thời gian tới đi làm được, mình nuôi sống gia đình thì nó tốt hơn. Dạ. Mình cũng hy vọng đi. Thì kính thưa Mạnh Thường Quân, thì trong thời gian vừa qua thì Facebook của Minh Phương cũng kêu gọi giúp đỡ cho anh Nguyễn Văn Xanh ở ấp Minh Tây Mộc Xanh Hòa Tây. Thì qua sự kêu gọi thì đến thời điểm này thì đã được số tiền là tổng số tiền là 14.800.000 đồng. Thì hôm nay đến trao số tiền này thì có sự chứng kiến của anh Úc Chiến là trưởng ấp, rồi chị Kim Cúc là giáo viên trường mẫu giáo Vinh Hòa Tây, cô Thúy là chủ tịch Chữ thập đỏ Xanh Hòa Tây, rồi cùng chú Thứ Ba là ba mẹ của anh Xanh. Thì với số tiền là 14.800.000 đồng thì cũng rất là cảm ơn chị Cúc và cô Thúy cũng đã chung tay vận động hỗ trợ cho Facebook Minh Phương được số tiền ngày hôm nay. Thì một lần nữa thì Minh Phương cũng rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho anh Xanh có chi phí phần nào đi điều trị. Thì cũng mong rằng anh Xanh sẽ dùng số tiền này để điều trị bệnh, để có sức khỏe tốt hơn, để đi làm, để mà nuôi sống gia đình. Thì sau đây thì Minh Phương xin trao số tiền để trước sự chứng kiến của gia đình và cũng như là anh Úc và cô Thúy cũng như là chị Kim Cúc, và số tiền thì 14.800.000 đồng. 14.800.000 đồng mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ ha. Thì cũng rất là mong anh Xanh sẽ sử dụng số tiền này để trị bệnh rồi cũng như là chăm sóc gia đình trong thời gian tới tốt hơn. Anh có lấy tiền này ngày mai đi lên bên tỉnh để làm tất cả các xét nghiệm coi sức khỏe mình như thế nào ha. Dạ. Con là dạ chúc sức khỏe. Xin thay mặt của cả của Xanh nói giờ xin cảm ơn Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm giúp đỡ cho con tôi để số tiền thì bệnh tôi rất ngon với bên quận đoàn chú Phương, còn trường áp về chú Chiến, chú Tính thì bên xã Bình Hòa Tây, bên y tế, bên thập đỏ. Đó. Rồi thì cố gắng nghe anh Xanh, cái gì mình cứ ráng chăm sóc sức khỏe của mình, ráng ăn uống ha. Để mà mình phục hồi sức khỏe tốt để mà sống gia đình sắp tới. Quan trọng nhất là cái xét nghiệm chức năng thận như thế nào. Thì nhiệm vụ trao kinh phí Mạnh Thường Quân giúp đỡ anh Xanh cũng đến đây cũng kết thúc. Thời gian tới nếu Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ cho anh Xanh thì Minh Phương sẽ tiếp tục quay lại để giúp đỡ cho anh. Ở trường hợp này rất là khó khăn, rất là cần tiền để điều trị. Thì anh là nguồn lao động chính của gia đình, sống trên sông nước đánh bắt cá. Nếu mà anh không có sức khỏe thì có lẽ thời gian tới không gia đình anh sẽ không có ai đi làm để kiếm tiền thu nhập để sinh sống hàng ngày. Một lần nữa thì Minh Phương cũng rất là mong mọi người chung tay hỗ trợ một phần nào để giúp cho anh Xanh có điều kiện điều trị bệnh và phục hồi sức khỏe tốt. Đến đây thì video clip chia sẻ về cuộc đi thăm và trao số tiền từ thiện cho anh Xanh kết thúc. Xin hẹn mọi người video tiếp theo.